Hello, xin chào chị nhà đầu tư, chúng ta trở lại với kênh Nhật Quang Channel. Hôm nay là phiên giao dịch đầu tuần, phiên giao dịch ngày 18 tháng 12. Thị trường chúng ta như hôm nay như thế nào? Anh chị có thể thấy rõ, đó là một thị trường cưa chân bàn khi mà các cổ phiếu ngân hàng bị bán rất mạnh từ đầu buổi sáng luôn. Mở cửa ra là bị bán STB, bị bán VBank, rồi cuối giờ nó bổ sung thêm vài con nữa đạp trong ATC. Thì gần như anh chị trong phiên hôm nay, nếu anh chị không kìm lòng được, anh chị đi mua mới, anh chị đi đua lệnh trong những cái nhịp nó bull trap lên, nó kéo lên là đa phần lỗ hết. Chỉ có một số con nếu anh chị mua đúng, ví dụ T-Sát, ví dụ Nam Long thì chị mới có lời, còn lại đa phần cứ mua là lỗ nhẹ 1-2%, cứ mua là lỗ nhẹ 1-2%. Thì với cái trạng thái thị trường này chúng ta phải hành động như thế nào cho đúng. Thì trong cái bản tin tối hôm nay, Hoa sẽ điểm lại các cái nội dung đó để cho anh chị mình hiểu được trong cái giai đoạn này nó khó khăn như thế nào, nó khắc nghiệt như thế nào và chúng ta phải tồn tại ra sao, một số cái nó đang ảnh hưởng đến thị trường như thế nào, hoặc là chúng ta phải phải xử lý sao cho nó ok. Thì bản tin tối này Hoa sẽ nhắc lại một lần nữa những ý đó để giúp cho anh chị nhà đầu tư chúng ta có thể đầu tư qua được cái giai đoạn khắc nghiệt này nha. Rồi thì trước khi đi đến cái nội dung chính của bản tin thì anh chị nhà đầu tư chúng ta chưa bấm hit video, anh chị nhớ bấm hit video giúp Quang, chưa bấm đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để Quang ngày nào cũng có thể làm những cái video như thế này cho anh chị nhà đầu tư chúng ta lên và coi và có những cái góc nhìn cho nó ok, cho nó hợp lý. Ví dụ như cách đây 5 ngày, tức là tuần trước, thứ Ba, thứ Tư tuần trước, khi thị trường mình đã lên sát cái gì tiệm cận bùng nổ thì Hoa đã nói với anh chị là gì, chúng ta vẫn chờ đợi nhưng chúng ta phải hành động đúng. Chữ hành động đúng này lại được nói là cách đây 5-6 ngày, đó là gì, đó là không được kỳ vọng quá cao vào cái thị trường này. Video vẫn còn ở đây nên anh chị có thể lên coi lại, và ở dưới đây hai video này đều giống nhau, 6 ngày và 5 ngày trước đã cảnh báo rất rõ ràng là gì, đúng, có thể kỳ vọng nhưng không được kỳ vọng cao và luôn luôn sẵn sàng quay xe. Và anh chị thấy đúng không? Chúng ta đã dừng mua trong 5-6 ngày vừa qua, tức là từ thứ Hai tuần trước, đúng không? Là tức là từ khúc dưới đây nè, khi mà chúng ta đã vào đủ hàng là chúng ta không mua nữa. Chúng ta không mua nữa. Và khi thị trường bắt đầu là tiệm cờ bùng nổ thất bại là chúng ta quay xe ngay lập tức, chúng ta chỉ bán và đến hôm nay vẫn là bán chứ không phải là đi mua thêm. Vì mua thêm là lỗ, đi mua thêm là lỗ. Hay trong cái bản tin tối hôm qua Hoa cũng có nói anh chị là những cái điều kiện để tham gia vùng mở chẳng hạn. Thì anh chị cứ đăng ký kênh để ngày nào cũng có thể coi và có thêm cái góc nhìn nha. Còn nếu anh chị mình không có người tư vấn hợp lý, chưa có một phương pháp đầu tư ok trên cái thị trường đầy khắc nghiệt này thì có thể liên hệ với Quang, đi theo cái hệ thống bên Quang để có thể là gì, cùng nhau chiến thắng thị trường hoặc là cùng nhau lên đến trên biển, nhưng chúng ta sẽ thiệt hại ít nhất và có lời nhiều nhất, ít nhất trong giai đoạn này không thiệt hại nha. Rồi ok. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến phần gì? Đó là chúng ta sẽ nói đến cái phần là biểu đồ nhiệt. Thì biểu đồ nhiệt ở đây chị mở ra anh chị sẽ thấy là các cổ phiếu trên thị trường phân hóa rất nặng. Ví dụ Novaland, nếu mà có mở ra anh chị bên đây anh chị sẽ thấy Novaland nè. Hôm bữa thứ Sáu tuần trước tăng bao nhiêu trăm, tăng 3,68%, hôm nay giảm hết 3%. Ồ vậy hết trơn rồi còn gì nữa. Đó, vậy hết trơn rồi. Đó, tuần trước mua chưa chắc có ăn đâu. Đó, chưa chắc có ăn đâu và cổ phiếu vẫn đang gì? Vẫn đang ở quanh cái vùng nguy hiểm. Đó. Hay là chúng ta nhìn thì con khác đi, ví dụ VBank hôm nay đạp -3,5% là cái tâm điểm bị bán tháo, cách phiên rút chân coi như là cũng đội ơn, phải không? Cũng đội ơn nhưng mà xui. STB đạp lúc cán, HDBank đạp lúc cán luôn, là những cái con này không hay hồi, là EGC chẳng hạn hay là VHC, CII, ghét đâu đó. Rất nhiều con hôm nay toàn rất là nhiều, MWG -3% siêu cổ gì đó, rất nhiều nơi nói, hay là FPT, EB anh chị hay rất là nát, tức là thị trường vẫn giảm nha. Thanh khoản thì sao? Thanh khoản nói chung là hấp nha, thanh khoản hấp. Thật ra ở đây chúng ta thị trường chúng ta đang bị dính vào trạng thái thanh khoản hấp á. Thanh khoản hấp là gì? Là không có người giao dịch, nhưng không có người giao dịch ở đây không biết là trạng thái nào. Tức là không người giao dịch là do cá mập không giao dịch, không xả hàng ra cho anh chị và anh chị bán xuống nó sẽ mua hết cho anh chị, là thanh khoản hấp kiểu này. Hay là thanh khoản hấp kiểu khác. Đó là anh chị biết thanh khoản hấp kiểu gì không? Đó là giống ví dụ ở đây thanh khoản hấp này anh chị thấy không? Là do nhà đầu tư chúng ta đã giữ sạch hàng của nó rồi, chúng ta đã giữ toàn bộ hàng của nó rồi thì đương nhiên thanh khoản hấp là do nó không mua lên, nó không đánh lên, do chúng ta đã ôm sạch hàng. Chúng ta tự nghĩ hâm tâm lại có chúng ta nó đang ôm hàng không? Nếu ai cũng đang ôm hàng, ai cũng đang coi video này cũng thấy hình như tôi cũng đang ôm hàng thì có phải là có khi chúng ta đang giữ hết hàng của nó rồi và nó rơi không thanh khoản, nó là chuyện hiển nhiên do nó sao, nó đâu có hàng đâu, chỉ có chúng ta tự đè lên nhau mà bán và chúng ta đang cầm hàng, chúng ta đang bị lỗ thôi. Không biết thanh khoản hấp là cái ý nào thì mình chúng ta cũng không biết được nha, nhưng mà thật sự thanh khoản hấp gần đây nó không tốt. Thanh khoản hấp gần đây thật sự nó có gì đó nó hơi ghê. Tiếp tục chúng ta sẽ nói với đô la index. Đô la index thì chị nhìn vào chị đều thấy là đô la ở đây nó đang duy trì hấp, nhưng có một cái rủi ro. Thật ra anh chị coi phần hôm nay chị sẽ thấy, đó là anh chị nhìn vào đây tỷ giá Việt Nam đồng đã tăng lại. đã bùng nổ lên lại, và cái vùng mà ngân hàng nhà nước đợt trước nó rút tiền về là ngay chỗ này nè, chứ không thì cái cây bên đây vượt lên luôn, rồi. Thì đây là cái điểm rủi ro nha, một cái điểm rủi ro vì tỷ giá đã lên lại. Nếu tỷ giá này mà bật và tăng mạnh tiếp là lại tiếp tục đài. Nó thiệt là như vậy đó. Tại vì sao? Đó, nó rơi chúng ta không tăng, nhưng nó tăng chắc chắn chúng ta sẽ rơi. Cái đó thì có rủi ro hoàn toàn có thể, vẫn phải dự phòng. Tại vì sao? Tại vì không có cái logic nào trên thị trường này là ok, nhưng đã từng có cái logic là ở đây nó tăng thì thị trường mình sập, thì bên đây hoàn toàn có thể có cửa nha. Rồi chúng ta nhìn về trái phiếu 10 năm Hoa Kỳ đang rơi, tức là đô la và trái phiếu đều rơi, nhưng tỷ giá Việt Nam đồng tăng. Cái này khá là gì? Khá là gì? Bitcoin cũng đang rơi, thì chúng qua hay nói anh chị á, khi Bitcoin mà nó tăng thị trường mình ổn, và là Bitcoin là thể hiện tiền tệ, nó tăng thị trường mình rất ok. Nhưng nếu Bitcoin mà nó bắt đầu suy yếu và nó gãy, thật sự đó là rủi ro của thị trường. Tại vì cái vận động đồng pha, thị trường và Bitcoin hay vận động đồng pha. Rồi tiếp tục chúng ta nói về giá dầu thì vẫn đang tạo đáy xe quay, không có gì khác quá nhiều. Giá vàng vẫn duy trì mức cao, ảnh hưởng vào cái thanh khoản của thị trường chung chúng ta. Rồi đó là cái phần mà mình nhìn qua sơ qua về cái tiền tệ thì nói chung là hơi xấu nha. Do cái tỷ giá này nhiều phiên trước thì nó bình thường, nhưng bây giờ tự nhiên hôm nay nó tăng. Còn có khi hôm nay thị trường mình rơi vì cái tình đó đó. Vì cái nguyên nhân đó mà chúng ta nhà đầu tư không để ý thôi. Tiếp tục chúng ta sẽ nói tới cái vấn đề kế tiếp, đó là gì? Đó là phân tích thị trường. Điều kiện tham gia vòng mới là cái hôm qua có nói anh chị, điều kiện tham gia vòng mới nè. Đó thì đây cũng là cái ý để phân tích thị trường luôn. Đó là thị trường chúng ta về bản chất nó đã gãy từ đâu? Nó đã gãy từ tuần trước ngay đây phải không? Khi anh chị nhìn vào đây là nó đã gãy từ đấy rồi. Là chúng ta nhìn vào chúng ta đã thấy là nó đã gãy từ thứ mấy? Hôm nay thứ 2. Đây là thứ 6, vậy nó đã gãy từ thứ 5 tuần trước rồi. Chứ không phải là nó mới gãy đây đâu, phải không? Không phải là mới gãy đây đâu. Thì khi nó thất bại, nó gãy xuống thì việc đầu tiên chúng ta là sao? Không được kỳ vọng, không được đặt quá nhiều cái hy vọng vào nó. Vì một cái gì đã gãy sẽ không chắc được nó có lên hay không. Rồi ví dụ anh chị trường hợp của con Novaland chẳng hạn. Đây nó vẫn lên. Ví dụ anh chị thấy nè, đây có phải nó gãy cái cây nó gãy xuống không? Nếu mình kẻ cái trend từ trên từ dưới lên, đổi cái nét lại thành nét tím nha. Rồi kẻ cái trend từ dưới đây lên, có phải cây là bắt đầu cây gãy xuống không? Điểm chặn stop loss là đây không? Đúng không? Là điểm lụng cái đường MA 5 lực đó, hoặc là đường MA 10. Là đây là điểm chặn và để điểm thoát hàng của anh chị. Và khi nó rơi xuống đây thì khi nào nó làm gì? Khi nào nó kết thúc cái việc là dãy, tức là hót qua khỏi cái xu thế giảm, có trend tăng thì đây sẽ được đóng vai trò là trend giảm. Thì khi nào nó hót lên được thì nó mới xác nhận nó đã kết thúc xu thế giảm. Hiện tại thị trường chúng ta vẫn đang gì? Vẫn đang rơi, chưa hề kết thúc xu thế giảm. Nó chưa hề kết thúc thì cái tâm thế đầu tư của chúng ta lúc này là gì? Là bắt buộc phải cẩn thận, phải an toàn, chứ không phải là kỳ vọng cao, phải không? Không phải là đi đánh cược. Chúng ta chỉ đánh cược trong trend tăng, chứ chúng ta không đánh cược trong trend giảm. Vì sao? Vì trend giảm chúng ta không bán xuống được, chúng ta không short sell xuống được, chúng ta không bán khống cổ phiếu xuống dưới mua lại được. Do ở thị trường Việt Nam không có quy tắc đó, chúng ta chỉ có thể mua lên, mua cổ phiếu, nắm giữ và nó tăng. Thì việc mua cổ phiếu mà mua cách tự tin thái quá trong cái thị trường đang rơi có phải là con dao rất nguy hiểm không? Không, có phải con dao rất nguy hiểm. Ví dụ thị trường chúng ta hot xác nhận ở đây thì ok, chúng ta kỳ vọng cao, nhưng một khi nó gãy chúng ta phải quay xe ngay lập tức, vì cái túi tiền mới là cái nơi cái nơi ảnh hưởng trực tiếp của mọi con người, chứ không phải là vì thị trường nó lên xuống với vài ông này nó kia ông kia nó nọ và lỗ là chúng ta lỗ, chứ có ai lỗ đâu. Đó, cái đó là cái điểm đầu tiên tôi nói anh chị về cái tư duy ở chỗ này rất là quan trọng nha. Còn với thị trường thì nói chung lũng MA 20 lũng trend rồi, thì hy vọng của Quang nha, đó xuống tới đây là cái vùng quanh 1080 nè, là cái vùng chân nến cây bùng nổ lên, vùng rút chân nhiều lần watch out hay xuống cạnh dưới, và cũng đồng thời là cái vùng cạnh dưới của Bollinger Band, cạnh dưới của gì đám mây Ichimoku. Thì xuống đây sau khi đã rơi 4 cây thì hy vọng ngày mai nó có thể có cái nhịp bật lên test lại MA 20, ít nhất cũng phải test lại được 1112 chẳng hạn, để cho cái xu thế này nó đỡ một tí. Chứ nếu mà nó rơi tiếp tục thật sự có thể rơi tiếp hoàn toàn. Nên anh chị coi có STB đi, chị coi có STB đi, anh chị thấy nó rơi không? Nó vẫn rơi bình thường thôi, chứ nó có kết thúc đâu. Nó không hề kết thúc. Nên hy vọng của Quang là con ngày mai để hồi lại, để kết thúc cái nhịp này, chứ không là rất là mệt nha. Anh chị thấy Vin 30 thậm chí là gì? Lũng khỏi mây luôn nè, đúng không? Lũng khỏi mây luôn. Rồi chúng ta coi HNX Index chưa rơi nhiều nè. UPCOM cũng chưa rơi nhiều. Đó là cái kỳ vọng của Quang là nhiều cái cũng chưa rơi thì thị trường mình phải hồi, những phiên kế tiếp phải hồi, chứ không là chỗ này sao? Chúng ta sẽ dựa đúng vào cái video hôm qua Quang nói anh chị, đó là chiến lược đầu tư, điều kiện tham gia mới. Với những anh chị cầm hàng thì sao? Chú ý đặc biệt kỹ cái stop loss của cổ phiếu mình. Vi phạm bán, đơn giản vậy thôi, vi phạm là bán, vi phạm là enter. Thì chúng ta đâu có biết nó sẽ giảm tới bao giờ. Xui ra giống như thế này nè. Còn ví dụ cho anh chị trường hợp con Nam Kim đi ha. Nam Kim Chị thấy hôm nay nó bắt đầu giảm xuống tiếp nè, bắt đầu giảm xuống dù nó đâu có khối lượng đâu. Vậy thì với cái trạng thái nè, ví dụ như chúng ta kẻ cái trend từ giữa đây lên đây, thì có phải cây này bụng nổ xịt qua đây hồi lên không được là phải chốt lời trên đây không? Phải chốt lời trên đây. Đúng không? Nhưng chúng ta lưỡng lự, chúng ta không bán, cái dẫn đến khối lượng nó bé bé, xong nó gãy tiếp nè, chị thấy không, khối lượng rất là bé. Xong gãy tiếp, sau đó nó hồi lên cũng khối lượng rất bé, chúng ta lại quá tự tin vào cổ phiếu, chúng ta đặt quá nhiều kỳ vọng vào nó. Thế là hôm nay nó rơi xuống như thế này, lỡ xui sáng mai nó mở cửa ở đây, xong nó làm cái èo xuống, có phải lúc đó mệt không? Khi cái chiều cầm hàng, ví dụ cầm hàng bây giờ chúng ta đang lời, hoặc đang lãi nhẹ hoặc chỉ đang lỗ nhẹ, nhưng mà lỡ mà có biến, nó đã sai từ bên trên mà mình vẫn kỳ vọng cao, mình vẫn bơm hy vọng cho anh chị, thì lỡ xui nó làm một cái thì từ có lời nhẹ, lỗ nhẹ thành mất lời và lỗ nặng hết là bình thường. Đó, quay lại trường hợp của một ví dụ quá khứ thôi, đó là Novaland nè. Không phải bên đây nha, bên đây nè, anh chị thấy nè, anh chị thấy những anh chị mà không bán trong những cái nhịp vi phạm hỗ trợ, ví dụ đây là trendline, gãy trend không bán, xuống đây lũng tiếp MA20 đường màu vàng hồi lên lũng xuống lại không bán, tiếp tục xuống đây lũng đáy MA50 không bán, nó hồi lên tiếc phải không? Thấy khối lượng bé bé chắc là người ta bán hết rồi, thôi tiếc cái nó rơi hơi xuống đây, thì từ trên đây ví dụ anh chị mua hàng khúc ngay đây đi, từ trên đây xuống đây anh chị lỗ bao nhiêu trăm? Anh chị lỗ 43%. Có ai đảm bảo được anh chị nó không lên, nó không gãy không? Có thể qua nó bây giờ như thế này, mai nó tăng luôn. Ok, cái đó chúc mừng, tất cả chúng ta đều rất ok, phải không? Tại vì chúng ta sẽ có cái chiều đi lên và có thể mua chiến thắng, nhưng chúng ta phải tính tới cái việc thất bại. Tại vì đầu tư không thể nào chúng ta có thể nói là 100% thành công. Bạn hôm qua cũng lỗ chứ bộ, nhưng mà mình phải lỗ ít nhất có thể để khi thị trường đi lên chúng ta có lời nhiều nhất có thể. Chứ bây giờ chúng ta lỗ một phát giống như cái đoạn này thôi là chúng ta mất 43% tài sản rồi. Nên đặc biệt phải lưu ý các cái điểm hỗ trợ và quyết đoán lên. Bản thân quan sai qua dẫn cắt bình thường chứ bộ. Ví dụ DGC đi. Hôm bữa qua có báo anh chị mình bán hết ở đâu? Báo anh chị mình bán hết ở quanh giá 9697 ngay đây nè. Và kêu chị mình hốt hết luôn đi. Anh chị thấy là có đúng không? Hốt xong bây giờ nó xuống lại, có lúc hôm nay nó xuống lại 92 luôn. Xuống 92 luôn là xuống rất là hấp luôn. Thì bây giờ đúng, nó có rút chân lên nhẹ không hôm nay, nhưng rõ ràng nó đâu có lên lại giá 96 97 được. Ở trên đây và bây giờ chúng ta phải lệ thuộc vào vấn đề đó là gì? Hy vọng thị trường ổn để con này bật lên lại về lại cái giá vốn mà đáng lẽ có thể bán từ trường trước. Và cái cảm xúc chúng ta phải trải qua cho những cái giai đoạn này là gì? Tra tấn. Tra tấn tâm lý, tâm hồn, tra tấn rất là kinh. Trong phiên anh chị có thể thấy mà, tra tấn rất là kinh, lưỡng lự bán, không bán và khối lượng rất bé. Khối lượng rất bé, không biết ai đang làm cái gì trong đây, rõ ràng khối lượng rất bé. Rồi, cái đó là với những anh chị cầm hàng phải lưu ý điều đó. Lưu ý điều đó, chú ý gì vậy thôi. Còn việc chúng ta đang cầm mà thị trường nó không sập, cổ phiếu đi ngang, ok bình thường, nắm tiếp có gì đâu, nắm tiếp có gì đâu, nào gãy chạy đó. Rồi tiếp tục, rồi với những anh chị mà cần mua mới thì hãy tuân thủ cái ba cái điều kiện này của Quang, nhất là cái điều kiện leader giảm giá. Hôm qua nhấn mạnh với anh chị chưa? Nhấn mạnh với anh chị là các cổ phiếu không được giảm thêm, tại vì nếu nó giảm thêm sao giảm mua? Ví dụ anh chị thấy có TB đi, hôm nay mở cửa ra qua thấy nó rơi như thế này rồi biết hôm nay sao mua được. Hôm nay anh chị hỏi Quang rất nhiều là gì? Mua được không em? Mua được không em? Qua điều nói anh chị là từ từ đi anh chị, để chiều rồi coi. Tại vì sao? Tại vì đây còn cái ý nữa đó là kết thúc sự bull trap hiện tại. Bull trap là gì? Có phải là sáng kéo lên chiều đạp xuống không? Sáng kéo lên chiều đạp xuống, sáng kéo lên chiều đạp xuống. Ủa này có giống vậy không? Ủa hình như y hệt phải không? Y hệt luôn chứ gì nữa. Nó kéo lên nhưng con này vẫn rơi. Nó kéo lên nhưng con VBank lúc đó vẫn rơi. Bây giờ tuy là rút chân nhưng vẫn rơi phải không? Là nó vẫn rơi. Thì khi mà nó kéo thị trường đi lên đó, mà những con này rơi thì theo anh chị thị trường mình có lên được không? Sao lên được? Sao lên được khi một đống cổ phiếu vẫn rơi? Vietcombank nè vẫn rơi, thì khi một đống nó vẫn rơi như thế này thì nó là gì? Nó là leader giảm giá. Chúng ta có leader để kéo thị trường lên là tăng giá, thì chúng ta sẽ có những cái con leader nó kéo thị trường đi xuống. Nó cũng giống tương tự cái giai đoạn nào? Giai đoạn nào? Ví dụ giai đoạn của CII nè, giai đoạn bên đây nè anh chị thấy không? Khi thị trường mình cái giai đoạn là tháng 9, tháng 10 vừa qua đó, những cái con này nó cứ rơi liên tục như thế này thì theo anh chị thị trường mình có tăng được không? Khi mà tự nhiên bây giờ đánh bên đây kéo lên mà bên kia nó cứ đạp xuống thì sao lên được? Sao lên được? Thị trường nó sự đồng thuận phải 90% cổ phiếu trên thị trường nó đều đi giống nhau, mà bây giờ một cái vài con quan trọng, một vài con lớn trên thị trường nó cứ sập không thì làm sao những cái con khác có thể đi lên, dòng tiền có thể dám tham gia. Thì hôm nay việc không tư vấn anh chị mình mua mới, nguyên nhân là gì? Qua thấy những cái con như thế này là leader giảm giá, nó vẫn tồn tại, nó vẫn rơi xuống thì chúng ta rồi ngậm tiếp, vì chúng ta đã bán rất là nhiều, chúng ta đang cầm cát. Qua có nói cho anh chị trong nhóm VIP hôm nay đó, qua đang cầm 60, 70, 100 cát đó. Quang đã cắt out tất cả margin vào tuần trước, vào thứ tư tuần trước là Quang đã cắt out tất cả margin rồi. Thứ năm Quang hạ thêm một mớ, thứ sáu hạ thêm một mớ nữa. Và có nói anh chị đó, bán là một cái nói anh chị mà Vì sao? Vì đơn giản thôi, chúng ta là gì? Chúng ta đã đặt cái kỳ vọng vào thị trường nó sẽ đi lên. Ở dưới đây chúng ta đã hấp thụ test cung, chờ đợi điều gì được và mất. Thì chúng ta đã cược vào cái cửa là thị trường mình nó sẽ đi lên ở cái nhịp nào? Là cái nhịp ngay đây. Là cược vào cái cửa thị trường mình nó sẽ lên ngay đây. Nhưng nó không làm được vào phiên sáng của cái cây này, là chúng ta phải gì? Phải quay xe ngay lập tức. Chúng ta là gì? Chúng ta không phải là con bạc, chúng ta là nhà đầu tư. Mà là nhà đầu tư thì sao? Thì đặt nhiều kỳ vọng, đặt cược nhiều cửa ngay đây là anh bùng nổ cho tôi, anh bùng nổ cho tôi. Ông bùng nổ thì thôi rút lui và bình tĩnh lại, chứ không phải đi cược tiếp. Và bây giờ cược qua đây có phải kẹt không? Đó, có phải kẹt không? Đó, cái kỳ vọng của Quang thật sự bây giờ vẫn có. Đó là gì? Đó là ngành chứng khoán sẽ là cái ngành dẫn dắt thị trường bùng nổ lên. Vì đây là cái ngành duy nhất có thể nói là gì? Không có rơi. Là cái ngành duy nhất không rơi và còn tích lũy siết cung với biên độ nhỏ ở đây. Ví dụ chị nhìn ở đánh ai? HCM. HCM vẫn còn duy trì ở trên đỉnh, vẫn có cửa tăng được. Hay là gì? Hay là VCI hôm nay cũng là một cây con có gì, có cái xu thế khá là mạnh trong ngày, phải không? Đó là những cái con chứng khoán. Nhưng mà nó phải làm được, chứ không phải bây giờ nó kẹt ở đây không được, mai nó lại tiếp tục kẹt xong làm cái èo xuống thì cũng như không. Đó, anh chị bị hiểu cái điều kiện để mua vòng mở chưa? Ta phải gán, kiên nhẫn và chờ đợi. Nhất là tuần này là tuần gì? Đáo hạn phái sinh. Nó tuần đáo hạn phái sinh mới đầu tuần mua luôn. Rồi thứ ba, thứ tư sao? Thứ ba, thứ tư sao? Rồi thứ năm sao? Rồi thứ sáu là đã lại quỵ cơ cấu nữa, phải không? Đó, bây giờ chị nhìn SHS đi. Chúng ta gán, chúng ta mua vào, thật ra chúng ta cũng đâu có lời đâu. Hay vì vậy chúng ta kiên nhẫn thêm vài phiên chờ nó rét lên khỏi cái xu hay giảm này, xác nhận dòng tiền lớn tham gia, vì đây khối lượng rất bé rồi, khối lượng rất bé. Thì việc nhận ra một cái dòng tiền tham gia rất dễ. Đó là cao kỳ vòn cỡ 40 triệu vô là biết có tiền tham gia liền rồi. Các cổ phiếu khác không rơi được nữa thì tự động thị trường sẽ lên, lúc đó tham gia lại. Ok, cầm tiền vào nó sẽ rất ok. Hoặc là gì? Đỡ phải rủi ro như hiện tại. Chiều hay tăng ngon, nhảy vô đua xong cái họ đạp sọt lúc cán. Sọt lúc cán luôn. Hồi chiều này anh chị đã thấy không? Đó, do đơn giản thôi. Những cái con như thế này nó còn đang rơi thì làm sao có thể ok được? Không thể ok được đâu. Đó là cái quan điểm của mình dựa trên cái điều kiện tham gia. Hôm qua Quang đã trình bày với anh chị, thì hôm nay Quang nói lại thôi, không có gì quá nhiều, không? Tại vì thị trường này chúng ta cần gì? Chúng ta cần những cái lúc này nè, chúng ta cần những tỉnh táo những cái lúc này. Còn lúc thị trường lên á, muốn gì trả được, đó. Cứ mua là hắn, cứ mua cái gì cũng ok. Còn bây giờ thật sự rất là nan giải, phải không? Mua vô tỷ lệ thành công không cao, không? Tỷ lệ thành công rõ ràng là rất thấp, cái cửa hua nhiều hơn cái cửa hắn. Có thể chúng ta nói là chúng ta có thể mua ôm hàng giá hấp, nhưng hôm nay hấp có phải mai hấp hơn không? Nè, ví dụ đây nè, mua đây có phải mua giá hấp không? Mua hôm nay gì? Mua hôm nay giá hấp mai hấp hơn là hoàn toàn bình thường trong những cái lúc như thế này. Tại vì hôm nay anh chị đã thấy rồi, tại vì là anh chị nhìn vô anh chị thấy rồi đó. Rồi ví dụ ngày mai cái con này nè, mình có giờ suy nghĩ, anh chị có hồi giờ suy nghĩ tới một cái ý không? Đó là ngày mai cái con này tiếp tục rơi nữa, nếu mà con này tiếp tục rơi nữa hoặc là con khác rơi, nó có phải bắt đầu ảnh hưởng vào cái gì? Margin không? Cái tỷ lệ margin trên thị trường bắt đầu căng không? Vì sao? Vì những cái con này rơi xuống sẽ khiến đại lượng những nhà đầu tư cầm con này đang bị lỗ nặng. Và khi họ bị lỗ nặng margin con này, họ muốn cắt out cái con này ra hoặc là bị con margin, họ sẽ bắt đầu, một là bán con này, hai họ sẽ bắt đầu bán những con khác trên thị trường. Những cái con cùng cái danh mục họ đang cầm á, họ bán ra. Thì khi họ bán ra có phải nó sẽ ảnh hưởng tới lực gì? Lực bán mạnh trên thị trường sẽ xuất hiện tiếp không? Đó là cái sự xấu đầu tiên. Thật ra còn cái điểm nữa thôi, sẵn nói luôn nha, đó là anh chị mở qua cái phên nè. Anh chị mở lên, anh chị sẽ thấy là nước ngoài đang bán rất mạnh cái hợp đồng F1 ở đây, là bán 3.500 hợp đồng rồi. Cái này qua có nói anh chị trong tuần trước á, ở cái video này, video này là video hầm chủ nhật, phải không? Thì cái video này gãy trên tăng và đi sẽ về đâu, chiến lược vòng mới cách đây 3 ngày là hình như là tối thứ Năm, là video này là video tối thứ Năm tuần trước nè. Qua một trong hai video này qua có nói với anh chị một cái điểm, đó là khi nước ngoài nó bắt đầu nó bán phái sinh, nó bán phái sinh là giống ở đây nè. Giống ở đây bữa có cho chị mình coi cái hình này, anh chị nhớ không? Đây là cái hình này nè, y hệt đây nè, thì chúng ta chép ở đây nè. Đó, chúng ta chép ở đây thì anh chị thấy nó vẫn bán không? Thì khi nó bán F1 này, nó sẽ đảo qua nó mua F2. Đây cho anh chị coi, mở qua mua F2. Thì đúng, nó sẽ mua và nó gom lon cho nhịp sau. Nhưng cái nhịp hiện tại á nha, chỉ cần thị trường chúng ta hồi lên, nó sẽ bắt đầu sọt xuống liên tục. Để nó anh chị, để nó hốt cái vị thế lon của hiện tại ra. Nó đi qua nó mua cái hợp đồng tháng sau. Và khi nó hot cái vị thế hiện tại thì sao thị trường mình lên? Nó đang sọt xuống liên tục và đó, nên cứ hồi lên nó sẽ bán xuống. Chưa kể nước ngoài đang bán rất mạnh ở bên đây nữa. Đó, thì làm sao chứ bây giờ chúng ta nhảy vào? Thì chúng ta sẽ chịu rất là nhiều cái áp lực ở đây. Nên thành ra việc cầm hàng thôi, bị lỗ đã mệt rồi. Còn nhảy vào hiêm chắc gì đó là giá hấp nhất. Cái đó là quan điểm cá nhân của mình nha. Mình đã nói với anh chị từ thứ Năm tuần trước rồi, trong cái video ngay đây nè. Một trong hai video này nè. Đó, chắc là video ngày 10... 15 nè, chắc là video này đã từng trình bày rất là rõ cái vấn đề đó rồi. Đó, anh chị có thể coi lại nha. Rồi thì đó là cái việc mà Quang muốn nói trong bản tin tối này. Hy vọng có thể giúp ích cho anh chị nha. Chứ thị trường thật sự bây giờ nhiều anh chị trong phiên hỏi Quang chán quá em, mua con gì em, thì Quang chỉ nói anh chị là con nào cũng như con nào thôi anh chị. Thị trường bây giờ ai cũng chán như ai, chỉ là chúng ta thiệt hại ít hơn người ta, chúng ta gần như cũng không thiệt hại gì. Ví dụ trên một của Quang bây giờ chỉ còn lỗ có 5 triệu thôi chứ nhiều đâu. Đó, gần như không có lỗ bao nhiêu cả vì đã cash out rất nhiều trong tuần trước rồi, thì bây giờ nó có rơi nữa cũng vậy à. Đó, nó có rơi nữa cũng vậy, cũng vui vẻ thôi. Nhưng mà xui á thì sao cầm quá nhiều thì mới bị lỗ nặng thôi. Chứ gần như trong giai đoạn này thì chúng ta cũng thoải mái hơn những bên khác rất nhiều là được rồi. Thì khi nào thị trường nó ok, ví dụ cuối năm nó đang bắt đầu gì, nó đang bắt đầu siết nắp lại hay cái vấn đề gì đó, thì cứ từ từ. Nó từ từ cho nó làm xong thì nó vào sóng, là ví dụ đây nó sóng lớn đi thì sóng lớn nó cũng phải tăng. Bộ nó sẽ, chúng ta phải mua ở đây ha. Đó, bộ chúng ta phải mua, chúng ta có thể mua ở đây được. Chúng ta có thể mua ở đây được. Nhưng chúng ta vẫn ăn được bình thường, giống như ở đây nè. Đó, ví dụ chúng ta không ăn được, chúng ta đâu phải nhất lúc hết là chúng ta phải mua ở đây, chúng ta mua ở đây được không? Chúng ta mua ở đây được không? Mua ở đây được không? Thì chúng ta vẫn ăn được nguyên đoạn dài. Mà không, chứ không phải là chúng ta phải mua ngay đây thì chúng ta mới ăn được đâu. Đó là quan điểm cá nhân của mình nha. Ở giai đoạn này thật ra mình vẫn rất thoải mái và bình thường, chả có gì cả. Đó thoải mái thì tư duy đã nói với anh chị từ đầu rồi. Đã nói với chị đầu rồi, không kỳ vọng nhiều thì đương nhiên nó sập thì chạy thôi chứ có gì đâu. Đó. Rồi thì chúng ta sẽ nhìn sơ qua các cổ phiếu bên qua còn đang nắm giữ nha. Ví dụ BVD đi, còn 50-100 hàng. Nó đã hot hết một phần ở đây rồi, còn có 50-100 thôi. Thì con này đã rủ 3 cây rồi, hy vọng của Quang là con này không mất giá 37. Nếu con này mà sập 37 cắt lỗ luôn. Tại vì sao? Tại vì ngày nay thật ra không phải cắt lỗ mà là bán hòa. Do giá vốn mình nhặt cây đây nè, nuôi một thời gian không được lên đây rủ xuống gãy cây này, gãy cây bên đây, gãy cây bên đây là Quang kêu bán 50-100. Tiếp tục nó rủ tiếp 3 cây, hy vọng với cái trạng thái đã rủ 3 cây này, giống này nè, 3 cây thì mai con này sẽ bắt đầu bật lên tích lũy đánh tiếp BVS nha. Thì chúng ta sẽ mua lại 50-100 hàng ở đây, chỉ cần mất 37 bán hết. Lưu ý BVD thì hôm nay cũng tạo được nến doji trong kỹ thuật hiệu đó là gì? Đó là sự cân bằng giữa bên bán và bên mua. Bán mạnh và mua mạnh là bằng nhau. Thì bây giờ xuống tới đây có phải là chiều bán cực mạnh không? Thì đây coi như là bán và mua bằng nhau, thì có cửa con này sẽ bật lên test lại và đăng tiếp. Chúng ta đã bán 50-100 hàng tại đây. Thì bây giờ còn 50-100 ở dưới đây thì chúng ta sẽ chờ ngang quanh giá vốn luôn, hòa vốn luôn rồi đó. Mua giá vốn nằm đây nè, giờ hòa vốn luôn. Thì con này nếu thành công chúng ta sẽ mua lại 50-100 đây với kỳ vọng là 31 như cũ. Trường hợp nó mất ở đây là giá nhiêu? Có thể là mất là 26 năm, cắt hết nè, 26 năm. Tiếp tục là con HDC đã bán 50-100 vì vi phạm lỗ 700. Giá vốn chúng ta nằm ngang đây, cổ phiếu lũng nền thì bán thôi, mất 32 là bán 50-100 rồi. Còn 50-100 qua đang canh ở cái giá là khoảng 31.5. Nếu con này mất khoảng 31.5 rồi chúng ta chắc là bye bye nó luôn thôi chứ biết sao giờ, phải không? Còn trường hợp nếu nó không mất 31.5, 2 cây doji rồi thì nó phải hồi lên được cỡ 33, tích lũy lại là chúng ta hòa vốn về bờ. Đánh lên tiếp chúng ta mua lại hàng bên đây, chứ không phải trạng thái kiệt như thế này là nó rơi tiếp là vẫn phải bán cắt lỗ nha. Giống đây nè chị không, rất đẹp phải không, kẹt rồi rất đẹp luôn, xong gãy tiếp. Ồ vậy sao giờ, ồ là alo phải không, đúng không anh chị, đúng không? Nó gãy tiếp là bắt buộc phải bán thôi chứ vi phạm rồi thì sao giờ, phải không? Người ta kẹt ở đây nhóc luôn đó. Tiếp tục là gì? DCM, hôm nay Quang báo anh chị khách hàng Quang bán sạch rồi, buổi chiều lúc mà cỡ là 31 chấm mấy, 31.1, 31.2 là bán hết. Con này hôm tuần trước là đã báo bán 50-100 vào thứ 6 rồi. Thứ 6 là giá trên đây là đã thấy không ok là cho bán hết luôn rồi. Bán 50-100, 1/2 sáng nay bán hết luôn. Đó đơn giản thôi, vi phạm thì bán. Và chị thấy câu DCM nó rơi gì còn ít thế. Anh chị thấy câu BFC nè. BFC hôm nay gần sàn. Chị thấy không, gần sàn luôn. Kinh ha. Nói chung là cái hộ phân này nó có cái điểm rất hay, đó là nó hay đánh chiều V, nó hay dựng lắm anh chị không? Nó hay đánh rất là kinh nè, chị thấy không? Nó đánh rất là kinh, nhưng trong cái nhịp này Quang chợt nhận ra nó tăng không nổi. Và nó không lên được thì qua cho anh chị mình cash out ra. Là cash out thì coi như ok rồi. Thì con này chúng ta sẽ chỉ giải ngân lại khi nó vòng lên lại 33. Tích lũy là một cái thì cái chỗ chúng ta mua lại ngay đây. Thì ok, coi như là đây là wash out thành công. Chấp nhận cắt lỗ. Lỡ xui, nếu thất bại, lỡ xui mà nếu mà đây bây giờ còn cầm á, xui nó lủng xuống đây cái là hồi xong. Con này đã bán rồi nên qua xóa khỏi cái wallet nha. Tiếp tục. Con kế tiếp là con gì? FTS. FTS bên mình còn giữ full chưa có bán gì cả, và chiều này trộm vía là nó lên gì, nó lên ATC luôn hả? Thì con này mất 41 bán, có nói anh chị rất là nhiều rồi, mất 41 bán không mất cầm full bình thường. Đó thì con này khi nào nó vượt 44 chúng ta có thể gia tăng margin lên, gia tăng tỷ trọng margin do nó vượt qua được cái cây bán tháo này đây và 3 triệu mấy, phải không? Cây hot hàng nè, không biết ai hot thì mình chưa biết. Thì chỉ cần con này qua được cái cây này với dòng tiền vào cỡ 3 triệu, nó sẽ cân giữa hai bên, bên đây bán bên đây mua, và có thể bên bán là nhỏ lẻ và bên mua là cá mập. Thì nó vượt lên lại cây chỗ này, chúng ta sẽ vào full tỷ trọng phần margin đã hot ra trước đó. Với kỳ vọng là 48, 51 và 54 với con FTS. Nói chung con này bên mình vẫn giữ bình thường, chưa có bán gì cả nha. MBS cũng vậy, vẫn giữ full bình thường, không có bán gì cả. Con này stop loss là 22. lũng 22, lũng MA20 coi như bye bye. Còn nếu mà không lũng thì chúng ta sẽ chờ khoảng cái giá ngay đây là 23.5. Red White thì cũng tương tự FTS là mua lại cái phần hàng đã bán, đó là phần margin. Một số anh chị hoặc là bản thân qua cũng hàng margin rồi thì đương nhiên mình sẽ mua lại margin. Margin là gì? Là không phải vốn của mình. Margin là vốn của công ty và vốn chúng ta đi vay. Thì đương nhiên khi thị trường xấu chúng ta phải hạ cái vốn vay ra để đảm bảo cái tài khoản an toàn. Và khi thị trường nó ok và xác nhận dòng tiền mạnh dạng xúc lại có gì đâu. Đó, tiếp tục chúng ta nói đất xanh. Đất xanh ở đây thì cũng là tích lũy khối lượng kiệt rồi phải không? Anh chị bên mình giữ rất nhiều ăn quyền. Đó, thì con này khi nào vượt qua 19 chúng ta sẽ bắt đầu giải ngân thêm tỷ trọng vào. Lên trên đây tích lũy lại đánh tiếp tục mua nữa trên đây với kỳ vọng là 22 và 24. Hôm nay đất xanh đỡ cũng khá là tốt thì anh chị cứ chờ, có thể mua mới luôn cũng được, nhưng mà lúc đó qua sẽ canh cho anh chị và báo anh chị trong nhóm là cái điểm mua mới của đất xanh luôn nha. Còn hiện tại qua chỉ nói sơ vậy thôi, cắt lỗ là 7.8 lũng thì thôi bye bye cái phần gốc nha. Phần hàng quyền mua tận giá 12 mà cứ hồi mai mua, mà chưa khi nào có qua sẽ báo anh chị sau. CII hôm nay qua có báo anh chị mình thoát hết hàng rồi, đơn giản thôi, lũng MA20 nè, lũng MA50 xài bản, có thể nó sẽ giống như thế này, có thể nó sẽ giống như thế này, chị thấy chỗ này không? Có thể nó sẽ giống như thế này, nhưng chúng ta không có cái gì, không có cái nghĩa vụ phải cược giống như thế này. Lỡ nó xui giống thế này sao? Lỡ nó xui giống thế này sao? Rồi lỡ nó xui nó giống thế này sao? Nên mình sẽ không biết nó sẽ đánh như thế nào, nên nó sai cứ bán trước đã. Và con CII này chúng ta chỉ giải ngân lại khi con CII nó vòng lên lại trên 17. Tích lũy ngay đây chúng ta sẽ vào hàng CII lại quanh vùng 17 với kỳ vọng như cũ. Còn trường hợp nó vẫn như thế này và nó lụng thêm thì thôi bye bye nó, và có khi xui nó về 14 luôn. Hôm nay là cắt lỗ con này, nói hẳn với anh chị và xóa nó khỏi danh mục nha. Rồi tiếp tục cổ phiếu kế tiếp là con VIX. VIX chưa có vấn đề phải không? Cũng còn đang tham chiếu. Thì con này mất 16, bắt bán 5%, mất 15.6, bán hết đó là 2 điểm bán. Con này chị mua hiểm và giống như con MBS với con FTS nãy qua nói á. Đó là giá 17 trở lên, khi nào nó vượt lên trên 17 chúng ta sẽ bắt đầu giải ngân, lúc đó sẽ báo anh chị sau. Rồi tiếp tục là con Shell này giống như con đất xanh thôi. Stop loss là 21.5. Hôm nay có tí thì nó vi phạm rồi, nhưng mà nó không vi phạm. Cái này là bán buổi sáng nha. Ai báo bán ITO thôi. Thì con này chúng ta vẫn cấm bình thường, khi nào mà cấm luôn thì bài thôi. Còn hiện tại bất động sản tính ra vẫn đỡ tốt. Tuy là con này âm 2,2% nhưng chưa sao. Giá vốn chúng ta nằm đây cũng đang lũng nhẹ. Thì con này chờ lên trên 23 tích lũy lại qua sẽ báo anh chị mình mua thêm. Rồi, đó là danh mục bên quan, hiện tại còn có mấy mã gì? 2 4 6 8 mã, có 8 mã thôi. Đương nhiên là đã hạ 1/2 cũng một mớ rồi. Thì nếu thị trường có biến chúng ta hot hết luôn, đơn giản vậy. Và trên tinh thần là đủ hàng, đủ tất cả, đủ T cộng rồi. Hy vọng thị trường của chúng ta ngày mai chạm tới hỗ trợ sẽ bắt đầu gì có nhịp hồi lên, sau đó tích lũy lại trong Noel, trong cuối năm để ra những cái điểm mua đẹp, ra những cái điểm wash out giống như thế này nè, và có một đợt bùng nổ qua năm tháng 1 tháng giêng gì đó lên lại vùng 1.200, thế là quá hoàn mỹ. Và chúng ta sẽ gỡ lại toàn bộ những cái phần đã mất cắn nhỏ, nhưng ít nhất bây giờ sao cứ đầu tư theo chiến lược này đã, chứ không việc gì phải đi đón đáy, đón đâu mà đáy hôm nay mai sập hơn như sao. Rồi đó là quan điểm của Quang, anh chị như thế nào có thể để lại bình luận bên dưới, hoặc nếu anh chị không có người tư vấn hỗ trợ hợp lý cứ liên hệ với Zalo của Quang hoặc là Zalo của trợ lý Như Hồng. Xin chào anh chị nhà đầu tư, chúc anh chị có buổi tối vui vẻ và hẹn anh chị trong buổi livestream 9:30 tối nay.